Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Có rất là nhiều bạn nhắn tin đến fanpage của mình hỏi rằng là anh ơi, bây giờ với tầm khoảng hơn 1 triệu thì em có thể mua được cái máy nghe nhạc như thế nào? Đấy, hay là cũng có bạn nhắn tin đấy là anh ơi, liệu một cái máy nghe nhạc hơn 1 triệu thì nó sẽ được những cái gì? Đấy, và ngày hôm nay thì mình sẽ đem tới cho các bạn một cái máy nghe nhạc giá nó chỉ rơi vào khoảng hơn 1 triệu thôi. Chính xác ra là giá của nó là 1 triệu 150 nghìn đồng tại Tai Nghe Việt. Mẫu máy nghe nhạc có tên gọi đó là Benjie A28. Ở phía bên cạnh hông chúng ta có thêm những cái thông tin nữa về cái sản phẩm này. Thì ví dụ như vào ngoài cái tính năng có thể nghe được nhạc này thì nó có thể nghe được cả đài FM luôn, có thể ghi âm và có hỗ trợ cả thẻ nhớ nữa. Đấy, nếu mà các bạn nào mà cảm thấy rằng là bây giờ bộ nhớ trong 8GB là không đủ đối với các bạn thì các bạn cũng có thể mua thêm thẻ nhớ nữa. Đó, và phía sau này có thêm các thông tin nữa. Thì ở trong cái quá trình mở hộp thì mình cũng sẽ nói kỹ hơn về cái sản phẩm này. Đó. Đây, cái cách đóng hộp đây. Chúng ta mở ra thì nó cũng tương đối là dễ dàng thôi, chúng ta mở ra đầu nào cũng được. Đấy, mình thích mở kiểu này. Đó. Ok, và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Benjie A28. Đó, một cái máy nghe nhạc rất là bé luôn. Lát nữa thôi thì mình sẽ cho các bạn xem là nó bé như nào, nó tí hon như nào. Máy nghe nhạc thì nó sẽ tiện dụng hơn là điện thoại ở chỗ đó, nghĩa là nó rất là bé luôn. Đấy rồi, ở bên trong này nữa nào, chúng ta sẽ có những gì đây? Ở bên trong này chúng ta sẽ có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng. Mình nghĩ là các bạn nên giữ lại cái tập sách hướng dẫn sử dụng này để cho chúng ta có thể sử dụng được tốt hơn. Có cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung Quốc ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có thêm cái tai nghe nữa. Thực sự là mình không hài lòng một chút nào với cái chất lượng tai nghe của cái máy nghe nhạc này. Cái tai nghe này mình nói luôn đấy là cái tai nghe cho có thôi, mà mình hay mở hộp ở các cái video mình hay nói là gọi là tai nghe chống điếc đấy. Đấy, và nếu mà các bạn muốn mua một cái tai nghe nó tốt hơn thì các bạn nên mua những loại tai nghe đắt tiền hơn tại Tai Nghe Việt. Đấy, chứ đừng nên dùng cái tai nghe đi sẵn theo máy này. Mình nghĩ là nó sẽ không tốt đâu. Mà mình cũng chưa cần trải nghiệm luôn, mình trải nghiệm qua tai nghe AKG chứ mình không trải nghiệm qua tai nghe này. Đấy, trong cái quá trình mình sử dụng cái sản phẩm này. Đó. Ở đây bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một cái sợi cáp chuẩn micro USB thôi, và đó là toàn bộ những phụ kiện đi kèm theo máy. Chúng ta chắc chắn là sẽ không có cục sạc rồi, cục sạc chúng ta sẽ sử dụng chung với cục sạc điện thoại nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói chi tiết hơn về cái sản phẩm này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, mẫu máy nghe nhạc Benjie A28. Và các bạn có thể thấy là nó quá bé luôn, nó nằm lọt thỏm ở bên trong lòng bàn tay của mình luôn. Và để cho các bạn xem là cái độ bé của cái mẫu máy nghe nhạc này như nào ấy, thì mình sẽ lấy ở đây một cái chiếc điện thoại iPhone 7 ở đây. iPhone 7 cũng là một chiếc điện thoại rất là nhỏ rồi nhá. Và cái Benjie này các bạn nhìn này. Đấy, nó bé tí ti luôn. Các bạn thấy không, nó rất là bé luôn. Để cho các bạn có thể thấy là nó bé như thế nào. Rồi, và mình cũng nói luôn đấy là khi mà cái cầm lên trên tay thì mình cảm thấy là nó vô cùng nhẹ luôn. Các bạn đoán xem là cái trọng lượng của sản này là bao nhiêu gram ạ? Cái trọng lượng của nó sẽ rơi vào khoảng 80 gram. 80 gram nghĩa là nó nhẹ bằng một nửa so với một cái chiếc điện thoại bình thường bây giờ. Một chiếc điện thoại bình thường bây giờ nhá, nó cũng rơi vào khoảng 150-160 gram rồi. Thậm chí là một số những chiếc điện thoại nặng, ví dụ như là cái chiếc LG Phone 2, nó lên tới 240 gram. Thì cái chiếc máy nghe nhạc này nó chỉ nặng bằng 1/3 một cái chiếc LG Phone 2 thôi. Đấy, nghĩa là cầm lên nó rất là nhẹ luôn. Đấy, về cái độ dày của nó thì thực sự là mình cảm thấy là nó khá là dày. Độ dày của nó là khoảng 13mm, nghĩa là dày gấp đôi so với cả một chiếc điện thoại bình thường. Đó, về chiều rộng với cả chiều dài thì cái chiều rộng của nó sẽ là 57mm, còn chiều dài của nó là khoảng 80mm. Đó, để cho các bạn biết xem là cái kích thước của cái mẫu máy nghe nhạc này nó như thế nào. Đó, phía bên các cái cạnh thì sao? Đây, mình sẽ đi từng cạnh một. Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái chỗ để cắm vào đây là cái thẻ nhớ vào đây. Đó, phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím tăng giảm âm lượng cũng như là cái phím nguồn nữa. Đấy, để chúng ta có thể bật được nguồn của cái chiếc máy nghe nhạc này lên. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái mic để mà thu âm. Đó, phía dưới này chúng ta sẽ có cái loa ngoài luôn, có rắc cắm tai nghe 3.5mm, và chúng ta sẽ có thêm cả một cái cổng sạc chuẩn micro USB nữa. Và cái cổng sạc này chúng ta cũng dùng để kết nối trực tiếp với cả máy tính để chúng ta có thể copy nhạc các thứ vào. Đấy, phía trên này thì hoàn toàn không có gì cả. Và phía mặt lưng này thì các bạn cũng thấy đấy, chắc chắn là không giống như điện thoại là không có camera, không cảm biến vân tay đâu. Đấy, mặt lưng này thì nó là cái mặt lưng bóng và nó để lại rất nhiều mồ hôi dấu vân tay ở đây. Máy này thì cũng không có ốp. Đấy, và cái khung viền của nó thì cũng chỉ là khung viền bằng nhựa mà thôi nhá. Mặt lưng này thì là mặt lưng nhựa nhé các bạn nhé. Đó, và chúng ta cũng có thể thấy luôn đó là cái dòng vào ở đây này, cái sạc của nó vào đây cũng chỉ là sạc 5V 0.5A mà thôi. 5V 0.5A nghĩa là rất là chậm. Đấy, và sản này thì được sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Rồi, ok, quay trở lại với cái màn hình của cái máy nghe nhạc này thì sao? Đấy, cái máy nghe nhạc này các bạn cũng có thể thấy là cái màn hình này nhìn nó rất là rỗ đúng không nào? Và nếu chúng ta nghiêng đi như này, đấy, thì nó sẽ bị thay đổi màu sắc rất là nhiều. Máy nghe nhạc mà 1 triệu chúng ta chỉ được từng này thôi. Đấy, và chắc chắn rằng là đây là màn hình TFT rồi. Đấy, mình có tham khảo qua thì cái màn hình này nó sẽ có kích thước là 2.8 inch.
Đấy, nhưng mà không rõ là cái độ phân giải là bao nhiêu, nhưng mà nhìn rất là rỗ luôn. Đấy, kể cả các bạn mua những cái máy nghe nhạc tầm khoảng 4 triệu đến 5 triệu thì màn hình nó cũng rỗ cả thôi. Nên là cái điều này nó cũng không phải là cái điều gì đó nó quá là kinh khủng cả. Đấy, chúng ta cũng có thể tăng giảm được độ sáng của máy nghe nhạc đấy nhá. Ở đây mình đang để ở mức độ sáng bình thường thôi. Đối với cả cái máy nghe nhạc này thì nó sẽ có những tính năng gì? Đây thì mình cũng sẽ cho các bạn xem luôn. Đầu tiên ý, là chắc chắn rồi nó có thể phát được nhạc. Đó, nó có thể phát được nhạc ở đây. Đấy, ở đây thì mình sẽ không bật nhạc lên bởi vì là vì lý do dính bản quyền. Đấy, tiếp theo nữa nào, chúng ta cũng sẽ có thể phát được cả video nữa này. Đây mình sẽ thử phát một đoạn video để cho các bạn xem nhé. Đoạn video này thì không bị dính nhạc bản quyền nên không sợ. Đấy. Các bạn thấy không? Loa ngoài là có này. Loa ngoài có nhưng mà cái loa ngoài này nghe nó tương đối là bé. Các bạn thấy không? Một cái bài nhạc huyền thoại trên kênh Dương Dê của mình. Rồi, ok ạ. Tiếp theo nữa nào, nó có những gì nữa nào, nó có cả xem ảnh nữa này. Đó, các bạn thấy không, xem ảnh luôn. Và mình có thể xem được cái giỏ này trên website của Tai Nghe Việt. Đấy, nhưng mà nhìn nó rất là bé luôn. Chúng ta sẽ không thể zoom lên bằng tay như này được, mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải vào đây. Chúng ta ấn thu phóng lên. Đấy, phóng to này. Đấy, các bạn thấy không, thấy giống thời ngày xưa chúng ta sử dụng những cái chiếc điện thoại cục gạch hay không ạ. Đó, chúng ta như thế này, dùng này nó cũng rất là đáng yêu thôi. Đấy, các bạn thấy không, và nó, tất nhiên rồi, mình cảm thấy nó tương đối lag và giật này, các bạn nhìn thấy không? Đó. Xem ảnh đấy. Rồi, ok. Tiếp tục nữa nào, nó có những gì nữa nào? Nó có cả sách điện tử ở đây nữa nhá. Nghĩa là chúng ta có thể đọc được sách ở đây luôn. Nhưng mà với cái màn hình bé như này thì nghĩa là đọc sách ở đau mắt lắm này. Đấy. Chúng ta có thể nghe được đài radio FM. Tuy nhiên chúng ta bắt buộc phải đeo thêm tai nghe vào thì nó mới có thể được nghe được đài FM. Đó. Nó rất là giống những máy ngày xưa chúng ta dùng mà. Chúng ta có thể thay đổi theme này. Chúng ta có thể ghi âm. Lát nữa thôi thì mình sẽ cho các bạn xem là ghi âm nó như nào. Và mình cũng nói luôn, đấy là cái giỏ này có thể ghi âm được với một khoảng cách rất xa luôn. Từ 10 đến 15 mét là đã có thể ghi âm được rồi. Và cái chất lượng ghi âm cho ra mình đánh giá là tương đối tốt đấy. Chất lượng ghi âm của này tốt hơn, và tốt hơn hẳn so với những cái giỏ điện thoại kiểu như Xiaomi thì không có tuổi mà so sánh sang với chất lượng thu âm của cái máy nghe nhạc này. Đó. Rồi bên trong này chúng ta sẽ có cả chế độ quản lý file đây nữa này. Đấy, có quản lý file ở đây. Đấy, các bạn có thể ví dụ vào file thu âm ở đây, mình sẽ cho các bạn nghe luôn nhé. Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình có giới thiệu về một cái máy nghe nhạc. Thế bây giờ thì mình sẽ test thử xem là cái chất lượng ghi âm của nó như nào nhé. Các bạn đợi mình một chút. Đấy, cái chất lượng thu âm của nó là cực kỳ tốt. Thế tuy nhiên là cái loa ngoài. Chào mừng các bạn. Đây, cho mình phải tắt này đi đã. Đấy, cái chất lượng thu âm của nó thì rất là tốt. Nhưng mà cái loa ngoài này thì mình thấy là phát ra nó không được tốt một tí nào cả. Đấy là thành ra khi các bạn nghe cảm thấy nó hơi bị rè một tí. Đấy, nhưng mà nếu mà nghe qua laptop hay là nghe qua máy tính thì nghe nó rất là ổn luôn. Ở đây thì nó việt hóa, nó rất buồn cười luôn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem này. Ví dụ chữ video này ghi là video này, đúng việt hóa luôn. Đúng một tiếng Việt chúng ta đọc như nào là việt hóa ra như thế. Thế còn cái chỗ cài đặt này thì ghi là chữ Pháp này. Đấy, cài đặt nó ghi chữ Pháp. Thế xong khi chúng ta xuống cái phần ngôn ngữ này nó ghi là buồn cười lắm. Tiếng Việt nha, các bạn biết nó ghi là cái gì không? Nó ghi là chữ Hán giảm. Ôi trời ơi, người Việt mình tại sao lại là chữ Hán được? Không thể nào là chữ Hán được. Mình bảo quái lạ. Tại sao ở đây tìm mãi không thấy chữ tiếng Việt đâu, nhưng mà có mỗi chỗ này là ghi chữ bằng tiếng Việt mình có thể đọc được thôi. Đấy, mình kích vào đây thì thành chữ Hán giảm thì nó ra là tiếng Việt luôn. Đó, các bạn thấy không? Rất buồn cười đúng không nào? Đấy, máy nghe nhạc 1 triệu mà các bạn hỏi mình là nó như thế nào? Thì là nó như thế này. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh được ở bên trong này. Chúng ta điều chỉnh được là kết nối Bluetooth này. Đó, chúng ta có thể nghĩa là kết nối với cả tai nghe Bluetooth luôn đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh hiển thị này, độ sáng ở đây này. Đó, các bạn thấy không? Tăng giảm độ sáng ở đây. Đó, đây, tăng lên đây. Đấy, tất cả đều là nó khá là thủ công luôn. Đấy. Rồi chúng ta có cả chế độ tiết kiệm điện này, chế độ chỉnh thời gian này đấy, rồi là đồng bộ danh sách phát nữa này, cao cấp để xem cao cấp có gì không nào. Cao cấp thì thực ra cũng chẳng có gì lắm, chủ yếu là khôi phục cài đặt gốc các thứ thôi. Đây gọi là cài đặt lại chứ không phải cao cấp đâu. Nhưng nó nghĩa là nó việt hóa rất là buồn cười luôn. Ở bên này nữa thì nó sẽ có thêm một cái giao diện màn hình chính để cho chúng ta có thể vào chỉnh phát nhạc luôn này, rồi là chúng ta có thể xem lịch hôm nay là ngày bao nhiêu, rồi chúng ta có thể có máy tính ở đây. Đấy, nhân chia cộng trừ ở đây. Nó cơ bản thôi. Đấy, bên trong màn hình này nữa thì cũng chẳng có gì cả. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử cho bạn nghe thử một bản nhạc đi. Ví dụ bây giờ mình vào file này, vào phần music này. Đấy, bật nhạc lên thử nhá. Đấy. Tăng giảm âm lượng thì ở đây. Đấy. Các bạn thấy không? Và cái chất lượng âm thanh của cái máy nghe nhạc này chủ yếu chúng ta sẽ nghe qua tai nghe là chính thôi, chứ chắc chắn là chúng ta sẽ không nên nghe qua loa ngoài rồi. Cái chất lượng âm thanh nghe qua cái máy nghe nhạc này thì mình đánh giá là nghe ở mức độ bình thường. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu các bạn đang sử dụng những chiếc điện thoại của LG ý, thì cái sở này nghe nhạc
thua những sản phẩm LG kiểu như là LG G6, nhưng mà sẽ tốt hơn là những sản phẩm của Xiaomi. Ví dụ như là Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 9 là không thể nghe nhạc tốt bằng cái sản phẩm này được. Đấy, nhưng mà nó lại thua các sản phẩm LG là như vậy. Về cái máy nghe nhạc này thì nó có thể đọc được những định dạng nhạc cơ bản thôi, ví dụ như là MP3 thôi. Đấy, video thì cũng chỉ đọc được video MP4, đấy, chủ yếu là có nghe đài FM các thứ thôi. Đấy, rất là đơn giản. Và nó có hỗ trợ 28 ngôn ngữ ở bên trong này, trong đó có cả tiếng Việt nữa. Nhưng mà tiếng Việt đấy thì các bạn thấy là nó Việt hóa rất là buồn cười đó. Ok, máy nghe nhạc 1 triệu sẽ như thế này. Các bạn cảm thấy sao về cái máy nghe nhạc Benjie A28 này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và theo các bạn thì với mức giá là 1.150.000 đồng, các bạn có bỏ tiền ra để mua cái máy nghe nhạc này tại Tai Nghe Việt hay không? Cũng có thể để lại comment để cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.